Và sau đây xin mời bà con mình nghe bài viết của kỵ binh Thảo Nguyễn, Người Hai Mặt. Sau 30 tháng 4, có nhiều điều mà chẳng ai ngờ, bởi nhiều sự việc xảy ra mà sức người vẫn không thể nào tưởng tượng nổi. Nó đến trong bất chợt, và thay đổi đó khác biệt như trên trời dưới đất, giữa trắng và đen. Có nhiều tin cho rằng, một vị trung tá có một thời là thiết đoàn trưởng thiết đoàn 16 là Việt Cộng. Có lẽ chỉ là một tin đồn hư hư thật thật. Nghề báo chí và truyền hình khi sang tin, những tin đó phải mắt thấy tai nghe và tai có thể sờ được thì đó mới là bản tin có giá trị thật sự. Còn bản tin lấy từ nguồn gốc nào thì phải để nguồn gốc ấy vào để người ta biết nơi xuất xứ của bản tin. Còn bản tin này cứ xem như là bản tin lính nói lính nghe, xuất xứ từ sự truyền miệng giữa người lính này đến người lính khác, thì không có gì để tin cậy. Tuy nhiên, khi đối chứng với nhiều chứng cứ có thật, thì bản tin này có đáng tin cậy hay không tùy sự suy xét của quý vị. Tôi xin lặp lại một lần nữa, tôi sẽ cung cấp một vài chứng cứ rồi tự sự suy xét của quý vị. Sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975, thằng bạn truyền tin cho biết, khi liên lạc với tiểu khu Rạch Giá, người truyền tin ở tiểu khu Rạch Giá cho biết hiện giờ không có thẩm quyền nào ở tiểu khu, và anh cho biết thêm có thể trưa chút nữa tiểu khu này sẽ không còn ai. Thường khi đơn vị chúng tôi đi hành quân ở Hà Tiên, thì đơn vị tôi trực thuộc lệnh lạc từ tiểu khu Rạch Giá. Nhưng giờ không còn lạnh lạc gì hết, nên đơn vị tôi vẫn còn nằm yên bất động. Cho đến khoảng 5 giờ chiều thì lệnh tập hợp. Thiếu tá Mát thiết đoàn phó tuyên bố giờ thứ 25, giờ phút của lịch sử. Ông không còn là chỉ huy chúng tôi nữa. Tất cả chúng tôi quê ở đâu thì về đó. Xong thì ông ra lệnh tan hàng và chúc mọi người may mắn. Chúng tôi như bầy ong vỡ tổ. Mọi người nhô nháo lên, tìm mọi cách để ra chợ Hà Tiên, để tìm cho mình một phương tiện đi, bởi từ nơi chúng tôi đóng quân là đồi Đề Liêm cách Hà Tiên cũng vài cây số. Không còn chần chờ, mọi người chúng tôi lên xe M113 lái xe ra chợ Hà Tiên, bỏ xe dọc đường, sau đó tìm mọi phương tiện để về quê. Riêng tôi vì bận gia đình của người bạn gái, nên mất chút ít thời gian để thu xếp đồ đạc và mang họ đến một gia đình quen ở chợ Hà Tiên tạm trú. Xong, tôi thay bộ đồ dân sự và đi bộ ra chợ Hà Tiên để xem xét tình hình. Khi ra đến chợ thì không còn thấy một chiến hữu nào. Tôi tự hỏi tất cả họ đi đâu. Vào khoảng 5 hay 6 giờ chiều, ở đây làm gì có xe mà họ về. Tuy nhiên, tôi vẫn đi một vòng từ Bến Trần Cối dọc đến cầu Nổi, vẫn không thấy ai. Khi đi ngang qua trạm quan thuế, tôi thấy dân chúng tràn vào giành giật và mang đi những gì họ có thể, phần nhiều là gạo và vải. Bất chợt tôi thấy một số lính thuộc sư đoàn 21 họ rút về từ biên giới miền và Việt Nam. Đi tới đâu là họ bắn chỉ thiên tới đó, làm dân chúng xôn xao và náo loạn lên. Phần tôi vẫn nán lại ở xem những người lính sư đoàn 21 này rời đây bằng cách nào. Có thể tôi sẽ tháp tùng với họ. Vừa đứng một chút, tôi thấy bạn gái đang tìm tôi. Nét mặt vui mừng khi gặp tôi, vì nàng ngỡ là tôi đã đi rồi. Đêm hôm đó trời đổ một cơn mưa thật lớn như trút nước, sấm sét liên hồi và vang dội như chưa từng có bao giờ. Tôi đã quá mệt mỏi và thiếp đi trong cơn ác mộng. Sáng sớm, đường phố Hà Tiên, người ta đi ra rất đông. Từ xa tôi đã nhìn thấy khoảng 6 người du kích, mang cờ mặt trận giải phóng đi dọc theo con phố. Có lẽ đây là những người sẽ tiếp thu Hà Tiên. Tôi đi lại con đường mà chiều tối hôm qua, những xe M113 chúng tôi đã bỏ. Nhìn thấy đông đảo dân chúng mở cửa từng chiếc xe M113, và họ mang vác những gì họ có thể. Đặc biệt hơn là một số người đang gỡ những bình điện mà tôi nghĩ họ sẽ sử dụng cho các ghe tàu đánh cá. Trong cái cảnh huyên náo tại nơi đây, tôi thấy thật ngậm ngùi và xót xa.
Tôi phải ở Hà Tiên thêm 3 ngày nữa, đợi cho tình hình êm thấm, tôi mới về quê. Xe từ Hà Tiên về đến Rạch Giá thì cũng khoảng nửa ngày, và từ đó về Long Xuyên cũng chiều tối. Gặp lại ba má và tất cả anh chị em là một nỗi vui mừng không tả. Nhìn nét mặt hân hoan của ba má tôi, lòng tôi hết sức vui mừng và xúc động. Có lẽ mấy ngày qua, khi tôi về nhà trễ là nỗi lo âu của hai người, kế đến là bạn bè lối xóm và những người bạn chiến hữu năm xưa. Sau cuộc chiến mà họ còn trông thấy nhau là một điều may mắn khôn tả. Vài ngày hôm sau tôi đi trình diện, phần nhiều những quan ở đây là những đứa em trong xóm, thành ra cũng không có gì để nói. Tuy nhiên tôi phải học tập một tuần lễ tại địa phương. Giờ chiến tranh đã kết thúc, thật tình mà nói, tôi chỉ là một thằng lính, tài sản cũng không có, người yêu hay vợ cũng không, cho nên cá nhân tôi không có một cái gì để mất. Việt Nam có khoảng 30 năm chiến tranh, trong đó tôi có 5 năm cống hiến cho cuộc chiến, 5 năm có mặt ở chiến trường, nơi mà cái chết và sống không có khoảng cách hay lằn ranh. 5 năm so với 30 năm thì quá ít. Tuy nhiên, trong 30 năm chiến tranh đó, có biết bao nhiêu người thực sự vào cuộc chiến? Nhớ lại khi khoác bỏ bộ đồ lính trận, tôi thấy người nhẹ nhõm, dù hòa bình cách này hay cách khác. Giờ tôi có thể ăn ngủ tự do, không còn thường xuyên tập hợp điểm danh, đặc biệt là nghe các quan mắng chửi hàng ngày. Tất cả không còn gì để tôi nuối tiếc, bệnh trịnh và than khóc hay đổ lỗi cho người này, trách mắng người kia bởi họ mất những quyền lợi cá nhân của họ. Như có lần tôi đã chứng kiến khi cựu Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu thuyết trình tại Arlington, Virginia. Tôi còn nhớ có một ngày trước kia là một sĩ quan, giờ qua đây làm janitor cho một khách sạn. Anh ta kêu gào khóc lóc, mắng nhiếc ông Thiệu đủ điều. Nhiều khi tôi tự nghĩ, xưa tôi là một hạ sĩ nhất, giờ qua đây cũng xong đại học, còn các ngài thì sao? Thiết nghĩ tôi đã làm tất cả những gì mà một thằng con trai phải làm trong thời chiến. A man should do what a man should do. Và tôi đã cố gắng với tất cả những gì tôi có. Nhớ lại khi đơn vị trưởng ra lệnh xung phong, thì tôi xung phong. Tôi biết rằng xung phong tôi có thể chết, bị thương hay không có bị gì cả. Nhưng tôi có bao giờ sợ lòng chùng bước. Mẹ, chết thì chết chứ sợ con cu gì? Ấy ấy, đừng có nói vậy, đời người ai cũng có số mạng, nhưng Khổng Tử có nói đừng bao giờ đứng gần bức tường sắp đổ vỡ. Mày nói nghe cũng đúng đó Minh Đen, nhưng bọn mình luôn luôn đứng gần bức tường đang đổ vỡ đây. Rồi cả bọn cùng cười. Chúng tôi tất cả mọi việc đều thi hành đúng như cấp chỉ huy mong muốn, thì có còn cái gì tôi phải nuối tiếc cho một cuộc chơi đầy rủi ít may. Ngoài ra ăn ngủ hay mọi sinh hoạt hàng ngày tôi luôn chấp hành theo mệnh lệnh. Qua thời gian học tập cải tạo một tuần lễ tại địa phương, tôi đi làm ruộng ở Cái Sắn, nên tôi có nhiều dịp đi qua lại hậu cứ thiết đoàn 16 ngày xưa. Nhân tiện tôi ghé thăm anh Trình là hạ sĩ quan tiếp liệu chi đoàn 2 trên 16. Qua nhiều câu chuyện thăm hỏi, cuối cùng anh Trình cho tôi biết thằng Thanh mang quân hàm thiếu úy Việt Cộng, dẫn thêm vài người du kích cùng lá cờ mặt trận giải phóng miền Nam, tiếp thu căn cứ thiết đoàn 16. Nghe anh Trình kể, tôi giật mình. Đây là một câu chuyện mà tôi không bao giờ ngờ đến. Vài ngày sau, tôi có dịp thăm anh bé, là hạ sĩ quan quân y thiết đoàn, luôn làm việc tại hậu cứ. Cũng vậy, qua những lần thăm hỏi, anh bé cho biết thằng Thanh mang quân hàm thiếu úy Việt Cộng, tiếp thu hậu cứ thiết đoàn 16. Thiết nghĩ cả một miền Nam đã mất thì một căn cứ thiết đoàn có mất thì cũng đâu có gì là lạ, và dù ai có tiếp thu hậu cứ thiết đoàn thì cũng thế. Tuy nhiên thằng Thanh tiếp thu thiết đoàn là một ấn tượng lớn lao đầy kinh ngạc bất ngờ với tôi. Thằng Thanh vào một trận vượt biên qua Campuchia cùng lúc tướng Nguyễn Viết Thanh chết, chỉ biết ông tử nạn máy bay chứ còn chết ở đâu thì không rõ. Đơn vị thiết đoàn 16 tôi có bắt được một thanh niên khoảng 19 hay 20 tuổi vào lúc đó, tại mật khu Ba Thu, Campuchia.
tôi cũng không rõ là chi đoàn nào bắt. Chứ bộ chỉ huy thiết đoàn đâu có bao giờ chiếm mục tiêu đâu mà bắt. Khi bắt được cậu thanh niên này, ông trung tá thiết đoàn trưởng nhận cậu ta làm con nuôi và đặt tên cho cậu ta là Nguyễn Viết Thanh. Sau khi thiết đoàn trưởng đổi ra vùng ngoài, thì thằng Thanh bị bộ chỉ huy thiết đoàn cho ra chi đoàn 2 trên 16, và có khoảng một thời gian nó ở cùng xe với tôi. Thằng Thanh, theo như tôi biết trước khi thiết đoàn trưởng chưa đổi đi, suốt ngày nó chỉ đùa giỡn với mấy con ngựa mà thiết đoàn trưởng nuôi, và khi nó muốn đi đâu, sĩ quan hậu cứ ký phép cho nó, đặc biệt là nó được hợp thức hóa giấy tờ, là một quân nhân như chúng tôi, mặc dù anh ta chưa bao giờ trải qua những khóa huấn luyện quân sự. Qua những lần trà dư tửu hậu, tôi biết quê ba má của nó ở Sóc Trăng, và khi được phép thì nó về Sóc Trăng thăm ba má nó. Ngược thời gian, trở lại thời điểm khi ông trung tá thiết đoàn trưởng thiết đoàn 16 nhận nó làm con nuôi, lúc đó nó là một cậu thanh niên 19 hay 20 tuổi, chứ đâu phải là một thằng bé năm 23 tuổi. Thì tại sao ông ta nhận nó làm con nuôi? Một cậu thanh niên 19 hay 20 tuổi có cần ông ta thương hại? Nhận nó làm con nuôi là việc cần thiết trong kiếp nhân sinh, là lòng trắc ẩn nhân từ của mọi người, và nếu không nhận nuôi một thanh niên khoảng 20 tuổi thì cậu ta bơ vơ đói khổ cùng cực. Ngoài ra như tôi biết, các vị sĩ quan khi muốn cưới vợ không nhiều thì ít, cơ quan an ninh quân đội cũng phải điều tra về các nương tử của các ngài, thì tại sao không ai điều tra về thằng Thanh? Kế đến, thằng Thanh quê ở Sóc Trăng thì nó qua Campuchia mật khu Ba Thu làm cái gì để bị bắt? Trong thời gian nó còn ở bộ chỉ huy thiết đoàn, lúc đó trung tá thiết đoàn trưởng chưa đổi đi, thường thằng Thanh đi phép về thăm ba má nó một lần mỗi tháng. Nó có phải là giao liên trong thời gian đó không? Vào thời điểm cuối cùng của cuộc chiến, thằng Thanh mang quân hàm thiếu úy Việt Cộng tiếp thu hậu cứ thiết đoàn 16. Vậy việc ngài trung tá nhận thằng Thanh làm con nuôi là một sự vô tình, ngẫu nhiên hay có bàn tay phù thủy nào trong bóng tối sắp đặt từ trước? Tại sao ngẫu nhiên và tại sao ngẫu hứng như thế? Thêm vào đó, khi vị trung tá đổi ra thiết đoàn 15 thì ông ta bị bắt. Sau này khi được trả tù binh, quân lực Việt Nam Cộng Hòa không trưng dụng lại ông ta. Bầu trời hình như vẫn âm u và ảm đạm. Những gì còn nằm trong bóng tối nó vẫn lờ mờ trong bóng tối. Vào thời điểm này, có đưa ra được ánh sáng ban ngày, nó cũng chẳng giúp được gì. Thêm vào đó, cá nhân tôi không bao giờ nghi và tin một vị trung tá là một người hai mặt. Bởi chức tước, uy quyền và lương tâm của một vị chỉ huy, tiếc thay tôi đã quá mệt mỏi của nhiều câu hỏi tại sao và tại sao, nhưng vẫn không thể nào có câu trả lời. Có lẽ đây là lý do mà tôi mang nó lên đây với thiết tha mong mỏi ý kiến của các vị. Dù sao tâm tư tôi không còn trĩu nặng và thắc mắc, mà nó đã gây nhiều ấn tượng hằn sâu vào tâm trí tôi từ lâu. Nếu nó là như vậy, tội nghiệp thay những sinh mạng của những người lính bị bắn rẻ. Họ đã chết âm thầm, ấm ức và tức tưởi trong oan nghiệt. Thêm vào đó, chắc chắn đây là một trong muôn ngàn lý do ta mất nước. Tác giả Thảo Nguyên. Xin cảm ơn tác giả và cảm ơn bà con mình đã lắng nghe.